dược sĩ, bên cạnh những thắc mắc về giá cả cũng như là cách mua linh tự đan chính hãng thì có rất nhiều các quý vị khán giả quan tâm về quy cách đóng gói của linh tự đan. Vậy dược sĩ có thể chia sẻ thêm về cái cách đóng gói của linh tự đan là một hộp cùng có bao nhiêu viên và có thể sử dụng được trong bao lâu được không ạ? Vâng, cũng xin chia sẻ với các quý vị khán giả, đây là dòng sản phẩm linh tự đan. Và linh tự đan thì được đóng gói theo quy cách là một hộp 30 viên nang, và đối với một người sử dụng sẽ là 6 viên mỗi ngày. Do vậy thì một hộp linh tự đan sẽ được sử dụng trong vòng 5 ngày. Và nếu như cả hai cặp vợ chồng đều sử dụng thì sẽ là 12 viên mỗi ngày cho cả hai vợ chồng. Do đó thì một hộp linh tự đan sẽ được dùng trong 2,5 ngày. Và cũng có thêm một cái lưu ý nữa đối với các cặp vợ chồng trong quá trình sử dụng linh tự đan. Thế là các anh chị nên tạo cho mình một cái tâm lý thật là thoải mái, tích cực. Bởi vì khi mà mình có một cái tâm lý vui vẻ, tích cực, lạc quan như vậy thì mình sẽ hoàn toàn có thể an tâm, tin tưởng và kiên trì sử dụng sản phẩm. Còn như vậy thì cái niềm hạnh phúc, niềm vui đó được bé yêu mới có thể sớm đến được với gia đình của các anh chị.